nay ở dưới chỗ này họ có cái tổ chức cái gọi là Symphony of Light. Họ tổ chức giống như là cái mùa Noel á các bạn, Christmas decoration đó, họ trưng đèn Noel nha, cái Giáng sinh. Mỗi năm một lần, bữa nay là tháng 11 đây. Ở đây thì mình thấy họ là rất là sớm. Đây là trong cái khu mall luôn. Mall trong gần của nhà mình này. Đây là cái anh chắc anh làm siết làm hề. Đây họ cũng có bán mấy cái loại đồ souvenir, đồ kỷ niệm nha các bạn. Mall này ở đây cũng rất là đẹp ạ, giống như là outside outdoor mall luôn. Đây cũng có bán cái loại bánh ngọt luôn nhé. Bữa nay thì họ sẽ bắn pháo đông, pháo bông là lúc 6 giờ rưỡi tối. Như trước đó là sẽ họ sẽ làm giống như là đốt cái mở Christmas light á. Họ sẽ mở đèn lên nhé các bạn. Đây là các giống như Snow White. Đây có nước uống, lemonade, popcorn. Tổ chức đây cũng nhộn nhịp lắm các bạn, có cả làm balloon cho trẻ em free luôn. À, có mấy cái tiệm, cái store ở ngoài đây. Giờ này mới có tháng 11 mà kiểm em tưởng nó giống như vô mùa Christmas rồi. Nó chỉ là chair. Chỗ này mình thấy họ làm bánh thấy cũng rất là ngon ha. Các loại bánh ngọt. Đây cảm giác như là vừa tới mùa Christmas rồi các bạn. Các store người ta trang trí hay là bán hàng đồ Christmas không nha.
sau khi là họ đốt pháo bông khoảng chừng 10 phút thì kết thúc cái Illumination Night, là cái thắp đèn nha các bạn. Đó, đèn ở đây rất là lung linh, nhìn rất là đẹp nha. Đây thì họ mở nhạc mỗi ngày luôn, buổi chiều tối 6 giờ tối mà ở tới ngày tới hết tháng 12, nhưng mà không có đốt pháo bông, bắn pháo bông nè. Dạ, ok, so video của mình tới đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.